Trung Quốc xả lũ kinh hoàng ngập ở nơi đây. Mưa bão thảm thương Lào Cai ngập nặng. Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2024. Chi tiết ra sao? Xin mời mọi người hãy cùng nghe em gái chia sẻ. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là mình đang đứng ở đường An Trôi luôn cái nhà vậy thì ghê. Và bên cạnh đây là sông Hồng. Hiện tại thì Trung Quốc xả lũ rất là to. Dạ, lũ quá to. Không bao giờ mà sông Hồng Lào Cai có thể dâng lên đến tận trên đường. Dạ. Ngập tất cả khu tuyến đường An Dương Vương này mọi người nhá. Dạ, dạ. An Dương Vương khu gọi là gì em? Giá trị nhất cũng là khu ăn chơi của người dân Lào Cai. Ồ, dạ. Ngập hết và không có lưu thông được. Mọi người đi trên đường, đi trên khu vực Lào Cai thì mọi người lưu ý nhé. Cẩn thận ha. Tuyến đường như đi huyện Bát Sát hay là Mường Khương đều đang bị ngập hết và không có đi được. Thì mọi người hết sức lưu ý nhé. Dạ, ok, cảm ơn em. Video này mọi người chia sẻ cho bạn bè của mình cùng biết đến nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Dạ rồi, cảm ơn. Thật là kinh khủng. Chỉ sau 2 tiếng Trung Quốc xả lũ thôi thì ở nơi đây đã ngập lên rất là nhiều. Và cũng như Trung Quốc, nếu còn xả lũ tiếp tục kéo thời gian dài thì nơi đây đảm bảo 100% sẽ ngập rất là nặng ở Phú Thọ, Yên Bái này nọ của chú anh chị. Những dòng nước chảy hết sức là kinh khủng. Hôm nay là ngày mà có thể nói rất là kinh hoàng ở nơi đây. Nào là sạt lở, mưa lũ, rồi đó là thêm đó là nhiều cái sự mất mát về con người cũng như vật chất ở những chỗ này. Quay thương chia sẻ những thức phim video như thế này cho bà con cùng xem. Thì ơi chàng ơi, cô chú anh chị, người ơi, có thể thấy rằng rồi bất lực thôi, thành bất lực cô chú anh chị ơi. Tình hình mưa lũ và cũng như đó là sạt lở hết sức là nghiêm trọng ở những khu vực trong đợt bị chịu ảnh hưởng của vùng mưa bão này thì chúng ta hết sức là cẩn thận khi hoạt động những gì trong những vùng nguy hiểm, thì chúng ta phải hết sức là lưu ý và cân nhắc những cái đó làm có an toàn hay không. Khi chúng ta phải đặt lên việc đảm bảo an toàn tính mạng trên hàng đầu nha cô chú anh chị. Lào Cai hôm nay ngập rất là nặng cô chú anh chị ơi. Mong rằng những sự thiên tai khổ hải như thế này không đến với người dân và cũng như bà con nữa ha. Mực nước trên sông Hồng lên cũng rất là cao. Và cũng như lũ thì đang về, mưa cũng đang đổ xuống. Thiệt hại hết sức là nặng nề. Trên con đường bây giờ bỗng quá thành dòng sông. Trung Quốc 2 ngày xả. Trung Quốc 2 ngày xả lượng lũ, nước lũ 14 đổ cửa về làm cho các tỉnh kinh trên khủng vùng cao chú ngập trong biển nước như thế Lào này đây cô chú anh chị. Là một các tỉnh kinh khủng. Bên kia là cửa khẩu Trung Quốc. Quốc, bên đây là Lào Cai Việt ở Nam. Ở đây bây giờ những cửa hàng, nhà và cũng như nơi ở hay sinh hoạt buôn bán của người dân đều bị ngập hết sức là kinh khủng. Một số con đê bây giờ đã vỡ. Chế Lưu Hà Hòa, Phú Thọ, ở nơi đây mọi người nhìn xem, nước hết sức là cao. Cây cầu bây giờ là những bụi cây và gác trà điều tấp ở đây rất là nhiều kinh khủng. Ôi trời ơi, trôi luôn cả căn nhà kìa cô chú anh chị ơi. Cầu nguyện cho những người không may mắn sẽ được bình an. Quá chừng là gác tấp ngay chân dưới chân cầu. Những chiếc cu bê cần cầu 61 như thế này đến đây để mà phá vỡ ra những cái gác chặn chân cầu để không gây ảnh hưởng tới mực nước, cái thứ nhất, cái thứ hai là không gây ảnh hưởng tới cây cầu ha.
Hôm nay là ngày 11 tháng 9 2024, Hoài Thương xin chia sẻ video này gửi đến bà con, cũng như những cảnh báo đặc biệt ở nơi đây. Cảnh báo lũ sông Hồng sắp vượt đỉnh lịch sử tại Hà Nội, nước lũ dâng cao có nguy cơ ngập các quận trong nội thành. Cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Hồng vừa được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra. Lũ trên sông Lục Nam tiếp tục xuống dưới báo động 3. Trên sông Lô tại Tiên Quang và Vũ Quang, lũ tiếp tục lên nhanh dưới báo động 2. Đặc biệt lũ trên sông Hồng tại Yên Bái tiếp tục lên và duy trì ở trên mức báo động 3, trên mức lũ lịch sử 1968 và 2008. Ngoài ra còn một số sự việc như là sạt lở hay là sụt lún cũng hết sức là phải cần đề phòng. Ngập lụt cục bộ và cũng như một số nơi bây giờ là bị tắc nghẽn giao thông, nước ngập lên tới nóc nhà, hết sức là kinh khủng ở tại nơi đây. Lào Cai năm nay một số nơi phải thất thủ rồi cô bác ơi. Phía xa xa đằng này thì có một cái chiếc xe tải đang đi cứu hộ các hộ dân ở trong kia. Đi ra ngoài này là một nơi trú ngụ để đưa cho bà con đến nơi an toàn. Thì hai chiếc xe tải này chạy thì thấy chở cũng khá là nhiều người. Trên đó thì cũng có xe Honda này nọ di chuyển cho bà con đến nơi an toàn. Wow, kinh khủng sóng. Trời ơi. Chìm lắc té. Hôm trước thì mọi người cũng có thể nhìn thấy trên dòng sông là những cái chuồng vịt nó trôi lởn ngởn rất là nhiều. Hôm nay lại là một vài cái chuồng khác, nhưng đây là gà. Khủng khiếp rồi cô chú anh chị. Ồ, có vịt có gà luôn chứ không phải là gà không. Trời ơi, nó trôi hết chân mấy cái chuồng của người ta luôn rồi, cả nhà ơi. Quá khứ rồi. Ôi ôi, cả nhà nhìn xem kìa, dữ lắm luôn cả nhà. Con đường ở nơi đây bây giờ mực nước sông dâng lên cao đến nỗi muốn qua khỏi cái hàng lan can luôn rồi cả nhà. Ngập lên cả con đường lộ, quốc lộ lớn ở Lào Cai này. Hôm nay một số con đường thất thủ rất là dữ dội. Bão Nhai Bắc Hà Lào Cai ngập, công nhận là dữ dội thì cô chú anh chị. Thì Hoài Hương cũng có nghe đâu những cái thông tin nói rằng là bên Trung Quốc sau khi mà họ xả lũ hay gì đó thì những cái chiếc tàu ghe thuyền trôi dạt về bên Việt Nam, làm hư hại một số cây cầu và cũng như rất là nhiều sự tai hại cho Việt Nam của chúng ta. Thì video tiếp theo của Hoài Thương cũng sẽ chia sẻ về những vấn đề đó. Rất mong được sự ủng hộ và mọi người theo dõi video tiếp theo nha. Bão Nhai Bắc Hà Lào Cai ngập rất là dữ nha mọi người. Một số nơi đây cả nhà cũng có thể nhìn thấy cửa hàng vật liệu xây dựng hay là các cái ngôi nhà của người dân đều bị ngập và hư hại rất là nhiều, xe ô tô luôn kìa. Ở đây thì một số người và cũng như bên cơ quan chức năng cũng đi tuyên truyền và thông báo với người dân rằng nếu ai còn ở trong khu vực nguy hiểm thì hãy đi ra, và cũng như đó là được lực lượng chức năng sẽ sơ tán và đưa đến nơi an toàn. Mưa bão kinh khủng, rồi là xả lũ nữa, thì thứ gì mà chịu nổi cô chú anh chị. Rất mong làm sao cầu nguyện cho đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, và cũng như mọi người thì được dạng sự lành ha. Những ngôi nhà ở đây hết sức đẹp. Wow, ngôi nhà này ta mới cắt nữa kìa, chưa cắt xong. Lũ, lớp sạt lở
Rồi thì ở một số nơi Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, rồi Tuyên Quang, nhiều nơi khác nữa cũng bị ảnh hưởng do bão Yagi, cơn bão số 3, một trong những cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay. Một số nơi bây giờ cũng đã được tiếp tế lương thực và cũng như hỗ trợ thuốc men này nọ. Bây giờ trời vẫn còn đang mưa. Ngôi nhà ở đây thấy những ngôi nhà rất là đẹp nha cả nhà. Ngôi nhà đẹp lắm và hầu như thấy rất là kiên cố luôn á. Và cắt ở cũng khá là cao, nhưng mà bây giờ mình thấy là một số cái căn nhà là bị ngập tới mái luôn rồi. Ủy ban nhân dân phường Vật Giang yêu cầu tất cả các hộ dân di chuyển ra khỏi nhà. Hiện tại lực lượng hỗ trợ đang di chuyển gần hơn về phía các hộ dân để hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Và dự báo quá ngập rồi cả nhà ơi. Chỉ mong rằng tất cả mọi người đều được bình an. Ở đây là con đường mà ngập một lúc cái đầu luôn kìa cả nhà. Quá rồi anh ha. Rồi lên đây sẽ đưa giúp các anh đi ra nè. Trung Quốc này. Và người dân bây giờ đang vẫn trời mưa như này nhưng vẫn phải ra đi sang Trung Quốc đó mọi người ạ. Đó, chỗ này là cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trung Quốc nha. Bên này của mình là Việt Nam là Lào Cai, còn bên kia là hạ khẩu Trung Quốc mọi người ạ. Đó, hiện nay bây giờ nước chảy đang rất là mạnh, rất là to luôn. Cửa khẩu Lào Cai, Trung Quốc. Chỗ qua chướng là cũng sắp ngập đến nơi rồi mọi người nha. Đấy, nước chảy như này, đây là sông Hồng mọi người nha. Nước đang đổ về rất là dữ dội nha cả nhà. Chảy về mọi người ạ. Đấy, bên này là Trung Quốc, bên này là Việt Nam. Đấy, chỗ này là rác rưới cây, che ngôi nguyên một bụi luôn kìa. Như thế này mà nó trôi được mọi người ạ. To lắm luôn, khủng khiếp trôi giữa sông luôn này. Đó, thì không biết là nhà cửa tối hôm qua là rất là nhiều người dân ở Lào Cai là nhà cửa trôi này, lợn gà trâu bò trôi này. Nước sông thì cứ dâng lên cuồn cuộn, mọi người nhìn cái dòng chảy hết sức là xiết. Một số nơi bây giờ ngập lên cả con đường. Đó, cả nhà nhìn thấy ghê chưa? Trời ơi, ngập kinh khủng, tràn vô nhà người ta hết trơn luôn này cả nhà. Trời ơi, đây có một cái sự việc hết sức là thương tâm xảy ra. Mong rằng không có đau thương mất mát nào nữa ha. Cầu nguyện sẽ có những phép nhiệm màu. À, những vụ thương tâm do mưa lũ. Ở nơi đây thì mọi người thấy là bà con kéo ra đây để mà xem. Rất nhiều, rất đông cô chú anh chị. Đã ngập một nửa rồi, một điện mà chưa đủ. Quá rồi, ở đây bây giờ nước tràn nè, tràn cả một cái con lộ luôn cô chú anh chị. Thì mọi người có thể hình dung được là cái mực nước cao thấp là nó tới cỡ nào rồi đó, phải không cả nhà? Ngập hết cái chỗ cái nhà người ta ở trong này luôn rồi. Khu vực này là bây giờ một số căn nhà là không còn ai ở nữa, chỉ có bên này là người ta thấy cao, ta không có, ta chưa có đi, ta còn ở đây nha cô chú anh chị, ta còn trụ lại. Nếu mà nước còn dâng cao nữa thì người ta chắc cũng sẽ là di dời ra thôi. Ôi ôi, sạt lở kìa cả nhà. À, quá kinh khủng luôn ha. Nó bị sụt lún chắc là do mưa bão thấm hay là như thế nào đó em ha. Khu vực này bây giờ bị phong tỏa giống như niêm phong, giống như là hàng rào trắng luôn rồi cả nhà. Cũng khá là nguy hiểm. Mưa bão quá chừng luôn. Rồi xả lũ nữa chứ. À vậy là hồi đó là cái này là cái suối nha cô chú anh chị, chứ không có phải là một cái dòng sông chúng ta nhìn thấy đâu. Wow, mà bây giờ nó ngập kinh hoàng luôn rồi mọi người ơi. Wow, ngập dữ dội thiệt. Cái suối mà không phải là cái sông.
mưa lũ cây cầu bây giờ nó ngập muốn tới cái mí cầu luôn rồi tài. Nhà khu vực ở trong đó là ngập quá chừng luôn. Chè ngô coi kìa, chạy cano ở trên lộ. Ồ, ôm cua gắt quá. Đỉnh quá. Nước sông Hồng dâng cao thì bên Trung Quốc cũng có thể là ngập, sắp ngập hết rồi. Rất là nhiều luôn nha cả nhà. Bên Trung Quốc việc xả lũ bây giờ Việt Nam ảnh hưởng rất là nhiều nha. Cái ghế đá cả nhà nhìn bây giờ là nó ngập hết rồi kìa. Khu vực ở dưới đó là thường cái ven sông á là người ta đi ra buổi chiều này kia hoặc là công viên này kia đấy cả nhà. Nhưng mà bây giờ là mấy cái ghế đá, hàng ghế bên này là nó ngập, là không còn cái con đường nữa. Sông Hồng, những dòng sông lớn mà bây giờ thì các dưới cây cối tùm lum chân nó trôi là lởn nghển này cả nhà. Hoài Thương còn nghe nói ở Lạng Sơn và một số nơi khác nữa thì ngập úng nè và cũng như sạt lở ở Thái Nguyên này kia đó cô chú anh chị, ngập cũng kinh khủng lắm. Thì video sau á, Hoài Thương cũng sẽ cập nhật thông tin rồi chia sẻ gửi đến bà con cùng xem. Mọi người nhớ đón xem những video tiếp theo của kênh YouTube Đỗ Hoài Thương nha. Có một vụ việc hết sức là đau lòng ở một cái cây cầu á. Thì cây cầu này là nó bị sập đó cả nhà. Đó, thì hết sức là thương tâm. Nghe nói bây giờ lực lượng chức năng, cơ quan và cũng như bên chiến sĩ đó thì người ta cũng hỗ trợ những chiếc xe cầu phao hay này kia đó, nhưng mà không biết là có phải bắt qua đây hay không hay như thế nào ha. Thì Hoài Thương cũng sẽ cập nhật cái thông tin nhanh và cũng như chính xác để gửi đến bà con ha. Cô chú và anh chị em cũng hãy đón xem video tiếp theo khi mà Hoài Thương sẽ cố gắng cập nhật tình hình thông tin chia sẻ ra đến mọi người trong video kế tiếp nha. Khủng khiếp, đây là những chiếc tàu mà ở bên Trung Quốc nó trôi dạt qua Việt Nam nha cả nhà, theo cái nguồn nước xả lũ. Hiện tại thì cơ quan chức năng và cũng như đó là mọi người đang trục vớt những cái tàu này không cho nó va chạm vào những cái cây cầu của bên Việt Nam chúng ta. Khi nó va chạm vào đó thì nó rất là nguy hiểm và ảnh hưởng tới cây cầu là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là khi nó chặn lại cái dòng nước, nó cũng gây ra một cái sự ngập lụt hay là cái ảnh hưởng tới cây cầu nữa cả nhà. Đây là cây cầu bị sập nè cả nhà, thấy ghê chưa? Đó, mọi người coi nước nó chảy tròn rồi, nó chảy ra thấy ghê lắm mọi người. Những vụ việc đau lòng, mất mát tài sản người và cũng như một số chiến sĩ hy sinh trong cái đợt mưa bão này thì có thể nói là những mất mát hết sức là to lớn. Cũng chỉ mong rằng cho bà con và tất cả mọi người á đều được bình an. Mong những cái sự đau thương mất mát này không xảy ra nữa và cuộc sống của mọi người á thì mau trở lại bình thường. Cái dòng nước nó chảy xiết và kinh khủng lắm cô chú anh chị. Thì video này Hoài Thương cũng chia sẻ xả lũ của Trung Quốc và về Việt Nam chúng ta ảnh hưởng mưa bão Yagi, cơn bão số 3, một trong những cơn bão mạnh nhất thế giới đổ bộ vào Việt Nam. Lào Cai hết sức là chịu thiệt và cũng như đó là mất mát đau thương của đất nước Việt Nam chúng ta. Bởi vì tinh thần và cũng như tình cảm của người dân Việt á, thì hết sức là cao cả, cùng là anh em giống như là một nhà với nhau rồi. Những sự mất mát này
nó cũng đau buồn tới người dân của cả nước lắm cả nhà. Vì thế cũng cầu mong làm sao cho được bình yên lại thôi cả nhà ha. Video này Hoài Thương thấy cũng khá là dài rồi, cũng xin hẹn gặp lại cô bác và anh chị em trong video tiếp theo nha. Thì mọi người nhớ đón xem video tiếp theo. Đây, Lào Cai, nước đảo Hoa Lan Can, bờ kè đã ngập đến nhà của một trong những người khá là nổi tiếng như là Hải Spa TV đó cô chú anh chị. Ở đây bây giờ ngập luôn rồi nè cả nhà. Lan Can cầu mà ngập qua luôn rồi thì nước theo thấy cái tình hình này nó dâng cũng rất là cao mà không biết như thế nào đây. Nhưng khu vực này là đắc địa nha. Khu vực này là khá là mất tiền đó cô chú anh chị. Có những cái view rất là đẹp. Đó, ngay cái những cái con lộ lớn này kia nữa, quốc lộ rồi gì đó. Nhưng mà hôm nay thì bờ kè này nước tràn lên luôn rồi, quá dữ rồi cả nhà. Xin hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha.